Em ơi, em mua con gì đấy? Hả? Chuột, con gì nhỉ con nhỉ? Con gì nhỉ? Con chuột. Đó. Sao con này chuột nhìn lang hả con? ba chỏm tam mau, giống tam mau quá bạn. Cái tai của nó ghê không thằng này? Thằng này đúng từ bé rồi mình thấy cái thằng này có cái tai ghê. Đấy. Đấy. Đi đi xuống vườn tí nó bảo bố bố rửa dép cho con. Để chú cho bắt chim cơ mà. Đấy. Để chú cho con chim vào cho ông đã. Ở lên bắt bắt chuột bắt chim đấy, chim ông đây là gọi là quý, sắm cho bố đôi chim phượng hoàng này đấy. Em về em lại add lên nhóm của bọn em chơi với nhau cho có khi lại có khách cho anh. Thì đấy đó, đấy chúng mày quay hộ anh cái thì anh bắt đây. Báo cáo các cụ nha, em khách ở xa đến nha. À, đây các cụ nhìn đây nhá, chim cu gáy hay nhá, các cụ liên hệ với cả đồng chí Thao đây nhá, đuôi dài nguyên vào chuồng. Cái này nó có lông lại mọc lại không? Mọc lại. Ông có lông nhổ phát nó tháng sau mọc lại. Vâng, đấy có một đôi. Đấy. Cá rồi, đuôi dài cũng hot. Đồ câu đồ kiếc đầy đủ. Câu à? Câu với cả đi bắn các bạn, bắn chim. À. Đó, gọi là thời gian là có, điều kiện có. Đấy đi.